Khoan chừng 2 giây, chưa nhấn like thì nhớ nhấn cho thầy nha. Còn chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký. Chúc các em xem video vui vẻ. Hi và chào mừng tất cả các em đã quay trở lại. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái tựa game mới nha mấy đứa. Ok. Game gì vậy thầy, có vui không thầy? Game này rất là vui, đặc biệt là chơi với những người bạn hảo hán của mình thì nó còn vui hơn nữa. Chọc tên. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha mấy đứa. Chúng ta sẽ sử dụng chuột phải và chuột trái để điều khiển tay phải và tay trái cầm nắm các đồ vật. Vậy là bây giờ chúng ta đang học cách làm người trong game á thầy. Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem video hướng dẫn để vượt qua cánh cửa này nha. Rồi, tháo cái sofa hả? Ủa không phải, à là chúng ta sẽ đi tìm cái cục này để đập cái cửa. Để em đi thực hành đập cái cửa cho thầy. Ôi, rồi đập cửa nè. Hả? Ủa cái cửa này nó mở bình thường mà. Cái nè, trường hợp này chúng ta mới sử dụng cục gạch nè. 1, 2, 3, đó, thấy chưa, mấy đứa thấy chưa? Xà lơ rồi thầy ơi, bấm vô cái nút đỏ này nè. Đó, vậy mà thầy cũng coi giới thiệu nữa. Tiếp theo là hướng dẫn gì đây? Hướng dẫn lấy đồ vật từ trên cao hả? Rồi, được, để kiếm đồ thực hành mới được. Rồi, mở cánh cửa này đi rồi. Hai tay luôn. Đó, ok. Tên đi đâu đây? Ê, trời ơi, thầy tưởng đâu đi xuống gặp Bitman rồi chứ. Ai ngờ vẫn còn nè. Rồi, đi. Phía sau thùng rác có một cánh cửa. Phía sau cánh cửa có gì? À, một cái toa tàu lửa. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó để mở cánh cửa ở phía đằng kia. Đơn giản thôi, cái này làm sao làm khó được thầy. Rồi, kéo cái này ra, cái nữa là cánh cửa nó hiện ra rồi. Vượt qua những cánh cửa mà có nút mở ở xa thì chúng ta sẽ lấy cái thùng này đè lên cái nút mở. Đây, rồi xong cánh cửa sẽ mở ra. Ok, thôi chúng ta sẽ áp dụng nha. 15 minutes later. Rồi, sau 15 phút làm quen với cái tay và các cử động trong game thì bây giờ chúng ta có thể chơi với những người bạn vui vẻ rồi đây. Hello Bitman. Ê, bạn kia. Bitman này bạn của tôi nha. Ê, buông tay ra. Bitman này bạn của tôi mà. Ê, đừng giật bạn của tôi. Ê, trời ơi, thả Bitman nha bạn ơi. Đúng rồi, Bitman này là bạn của tôi nè. Này Bitman ơi, lại đây tôi cho bạn chơi này vui lắm nè. Lại đây. Nè, bây giờ bạn đu lên trên đó đi. Đúng rồi. Đó, rồi chúng ta cùng lên nha. Rồi, lên nè. Ủa sao xuống nữa rồi? Thầy nghĩ là chúng ta nên kiếm cái gì đó nặng để dặn cái đó xuống đó mấy đứa ơi. Em với Bitman đang đi kiếm nè thầy. Ở đây nè. Bitman ơi, Bitman lại dinh phủ với Bitman ơi. Trời, nặng quá trời luôn á. Bitman, lại dinh phủ nè. Ok. Lên nè, dinh nè. Dinh đi. Dinh phủ. 2, 3, lên. Đúng rồi, người bạn của ta ơi. Đi. Thằng kia nó làm nhĩ đu á, chẳng nó không lời kinh phụ mình ta. Đợi nó xuống rồi bỏ lên nha. Chuẩn bị nè, Bitman dính chặt vô. 1, 2, 3, lên. Ê. Hả? Ê. Không được Bitman ơi, không được rồi. Không ổn rồi. Bố mình gì này lâu lắm rồi đi chứ. Để tôi massage mặt cho nha. Ê, gì vậy? Hả? Gì vậy? À, kêu tôi vô đây tắm hả? Được rồi. Xin giới thiệu với thầy, đây là người yêu của em. Đó, người yêu em tên là Mèo nha thầy. Trời ơi, em ơi, ra đây ngắm biển nè em ơi. Trời ơi, ra đây ngắm biển nè, em làm gì vậy? Hả? Ủa, đâu tiêu rồi? Trời ơi, người yêu nào mà nắm đầu lôi đi kỳ vậy? Ê, trời, chí cốt của thầy nè. Qua đây bạn ơi, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu anh đi em, anh không đòi quà. Ê, bố nguyễn tôi ra. Trời, ra đây. Người yêu của tôi đó. Bạn bình tĩnh đi, bạn làm gì vậy? Người yêu của tôi đó, bình tĩnh. Người yêu của tôi chứ không phải là người yêu của bạn đâu. Tôi nhớ là bạn yêu thầy Hero Cry rồi mà. Thôi, em đừng có kéo nhanh nha. Thằng này nãy là nó dám đụng chạm tới em nè. Dám đụng chạm người yêu của tôi à. Thôi, em đừng cản. Đừng có cản nhanh. Anh em ơi, thằng này nãy là đụng chạm người yêu tôi nè. Đúng rồi,
rồi, sớm giờ phá đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách của cái game này nha. Leo lên mới được. Ê, mình có người bạn đồng hành cơ. Có chuyện vui để coi về mấy đứa ơi. Bây giờ thầy sẽ cho ông phi hành gia này nha. Đó, mấy đứa nhìn xem đi. Ông đang kéo cái to tàu này lại đẳng để leo lên. Bây giờ ông leo lên thì thầy sẽ kéo nó ra. Đây, 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 đây. Ông leo lên rồi đúng không? Thầy sẽ kéo nó ra. Đó. Đó, 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 đó. Ủa, ông đâu mất tiêu rồi thầy. Ông leo lên được cái gì vậy thầy ơi? Ê, 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 à, ông xuống thầy ơi, ông xuống thầy ơi. Đứt, đứt, đứt vô. Ê, ngộn hình gì? Ông ngó thấy tôi, không ngó thấy tôi. Lại kéo đi anh trai ơi, kéo đi anh trai. Đúng rồi, dính bẫy rồi, dính bẫy rồi. Đâu rồi, đây, đúng rồi. Lên đây, em sẽ kéo xuống cho anh. Anh đi đó sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với cái to tàu này nữa. Đâu rồi, ảnh đâu rồi. À, kìa, 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 đu lên, để anh thấy mình. Ây da. Kìa, 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 kìa. Không biết chuyện gì đang xảy ra chơi á. Ây, 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 ông kéo mạnh gì vậy ta? Trời, ơi, ơi. Kéo mạnh gì vậy? Ông ngoài kìa. Rồi, giật chứ ngày giật cùng nhau, đừng có trôn nhau nữa nha. Ơi, ơi, trời ơi, dưới cái đầu ông lại. Rồi, bên này làm gì đây? Chúng ta đã có thêm một người bạn đồng hành nữa rồi, để tôi phụ bạn nha. Bể kiến luôn, hay quá bạn ơi. Rồi tiếp theo chúng ta làm gì đây? Ê, cái thằng cha này để tôi kéo cho mà, ông đừng có giành mà. Ê, ê, té. Thôi vậy vậy được rồi, cảm ơn nha, cảm ơn. Ê, gì vậy? Chơi nắm áo hả? Ê, ẩu rồi đó bà. Dám nắm áo thầy của tôi hả? Bây giờ tôi sẽ nắm mình ông lại nè. Chạy đi. Chạy sao mà được mà chạy. Ê, đứng lại cưng ơi. Rồi, tha đó. Đi qua coi chuyến ngày vật tiếp theo là gì đây? Phải kéo cái cuộn dây điện lại chỗ này nè, rồi chúng ta mới bay qua bên này được. Rồi xong, kéo chút nữa đi đại ca ơi. Đúng rồi, kéo đi, mạnh lên. Này đi tránh ra coi. Đứng hết chỗ vậy. Rồi, tôi kêu bạn kéo vô đâu, kêu bạn nắm tay tôi đâu. Nào thích á. Trời ơi, em rớt từ trên kia xuống, bây giờ em còn có một cái chân mẫu rồi. Không, không sao đâu. Vậy là có cố gắng trong cuộc sống rồi. Một chân mà cố gắng vượt qua thử thách. Đó, 1, 2, 3. Húi, đỏ thấy chưa. Một chân có cái giá của một chân đó. Rồi xong, bây giờ rồi đu thêm cái nữa qua anh kia nha. Đó, thấy chưa. Rồi, qua anh kia cái mọc hai chân lại luôn rồi kìa. À, nhưng bây giờ chúng ta có rất là nhiều người bạn mới luôn rồi nè. Nhất là cái bạn này nè, bạn này chơi bộ rồ lắm, hồi nãy giờ là gánh nguyên cái tem này đó. Vậy mình đi theo bạn này đi thầy. Trời hay quá ta. Ơi, mấy người kia chưa lên thiền mà. Ơi, trời. Rồi bỏ phi hành gia lại luôn rồi kìa thầy ơi. Bạn yên tâm nha, tôi sẽ cứu bạn. Rồi, gán đu quay, tôi kéo lên nè. 1, 2, 3, đó, rồi, an toàn rồi. Tới luôn. Trời sao bỏ bên kia lại, hồi sáng qua được ta. Anh em sống chết có nhau, dù gì nó cũng đi với mình cũng rất lâu rồi. Bây giờ là em sẽ lấy chiếc thuyền này quay lại cứu tụi nó, cho tụi nó lên trên này. Hí. À, rồi, tôi quay trở lại rước mấy bạn đây mấy bạn ơi. Rồi, mấy bạn đâu cơ người ta, sao còn có người trên đó vậy? Ơi, trời đất ơi, tụi nó đi trước mình luôn. Tôi nghe hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Ê, mấy chú muốn bỏ anh trở lại hả? Không có đâu nha, đợi để anh với. Cho anh lên thuyền với. Rồi xong, giờ đi làm hải tặc luôn. Lên đường mấy đứa ơi. Kéo bơm, căng bơm đi. Đó, căng bơm đón gió đi nè. Ê, kéo qua bên này nè. Trời ơi, thằng kéo qua này, thằng kéo qua bên kia sao đi được. Đây nè, kéo qua hướng của tôi nè. Đó, hướng này ra thẳng Biển Đông luôn. Ê, tôi lọt rồi. Kéo vô. Ôi, mấy cha này chơi ẩu thiệt á. Tôi lọt rồi nè, trời ơi. Ôi, rất là may mắn khi chúng ta vào được tới bờ rồi. Rồi, bây giờ sẽ lôi cái thuyền này xuống hả? Được rồi, để tôi kéo phụ cho. Ủa mà sao cái thuyền nó đang ở trên cát, kéo nặng lắm, phải có cách nào mới được. Ê, đây có hai khúc cây tròn nè. Hành niên này thông minh dữ ta. Rồi, được rồi, tôi sẽ giúp bạn nha. Kéo cái chiếc thuyền vô cái cây này thì chúng ta sẽ di chuyển nó dễ hơn. Cho tôi qua cái coi, làm gì vậy? Đây, để tôi, phụ cho. Đây, tới đây. Rồi, xong, kéo đi. Hay quá mấy anh trai ơi, được rồi. Lên thuyền. Ôi, cứ áo vàng này làm gì vậy? Cứ áo vàng này đừng, ơi, rồi, xong rồi, dính nó đi luôn rồi. Anh em ơi,
tôi chưa lên được. Bắt đầu luôn rồi. Cái cửa áo vàng này đừng có vậy mà. Rồi rồi. Hả? Chờ